Xin chào tất cả các bạn, mình là Thu Giang, học sinh của lớp 7A trường Trung học cơ sở Tư Mại, huyện Dũng, tỉnh Bắc Giang. Các bạn thân mến, trong cuộc sống, sự nỗ lực là điều vô cùng quan trọng đối với bản thân mỗi người. Sự nỗ lực là việc bạn cố gắng quyết tâm tìm ra đáp án của một bài toán khó, là việc bạn cố gắng đứng lên sau một cú ngã đau, hay đơn giản chỉ là việc bạn thức dậy vào mỗi buổi sáng sớm để tập thể dục, chỉ đơn giản vậy thôi. Nhưng sự nỗ lực lại mang lại ý nghĩa vô cùng to lớn trong cuộc sống của mỗi con người. Vậy nên tác giả Vĩ Nhân đã viết lên một cuốn sách vô cùng bổ ích, truyền động lực về sự nỗ lực cho chúng ta. Cuốn sách này có tên Khi bạn đang mơ thì người khác đang nỗ lực. Tác giả Vĩ Nhân là một chuyên gia tâm lý, đồng thời cũng là chuyên gia nghiên cứu của nhiều công ty chuyên sâu quản lý thời gian và phát triển tiềm năng cá nhân. Trong cuốn sách truyền cảm hứng này, tác giả Vĩ Nhân đã chia sẻ những kinh nghiệm về sự nỗ lực để trưởng thành. Cuốn sách Khi bạn đang mơ thì người khác đang nỗ lực được tác giả xuất bản vào năm 2018 với 418 trang và 9 chương, nói về những trải nghiệm và những thí nghiệm và về mà Vĩ Nhân đã tiến hành. Những chia sẻ mà tác giả đã cho chúng ta là những kinh nghiệm ngoài thực tế về nguyên nhân khiến bạn đau khổ và mệt mỏi, và những việc bạn đã từng trải qua nhưng chưa bao giờ nghĩ tới việc gọi tên nó. Tất cả cả đều được tác giả làm rõ ràng và thúc đẩy mọi người đọc thực hành hàng ngày. Cuốn sách này dành cho ai đang thiếu quyết tâm, những kế hoạch và dự định của bản thân vẫn mơ hồ, không có thời gian thực hiện được xác định. Như việc bạn thường xuyên đủ để việc lại cho ngày mai, ngày kia, tuần sau, tháng sau, rồi lâu hơn nữa, hay là sự thiếu kiên trì của bạn trong việc học tiếng Anh, trong việc giải một bài toán khó. Đến với chương 1 của cuốn sách có tên Chỉnh đồng hồ nhanh 5 phút. Ai ai trong chúng ta cũng biết thời gian vốn là hữu hạn, cuộc đời sẽ trở nên ngắn ngủi từng ngày. Để thúc đẩy bản thân làm mọi việc thật thật nhanh thì bằng cách chỉnh đồng hồ nhanh 5 phút trong mọi việc, để tâm thế bạn luôn sẵn sàng trong học tập vui chơi. Bởi cách sử dụng thời gian sẽ quyết định sự thành công của chính mình. Các bạn thân mến, đừng để thời gian trôi qua một cách lãng phí, bởi nó sẽ không trở ra một ai, quá khứ sẽ qua đi và không trở lại. Đừng quá lạc quan về một tương lai tươi đẹp trong khi bản thân bạn luôn trì hoãn. Sự chờ đợi giống như một liều thuốc độc gặm nhấm chúng ta từng ngày. Hãy trân trọng những khoảnh khắc của hiện tại và nỗ lực hết mình nếu bạn muốn có một tương lai rạng rỡ tươi đẹp, nếu bạn muốn đền ơn đáp nghĩa cha mẹ thật xứng đáng, nếu bạn muốn đi du lịch khắp năm châu bốn bể, hãy làm ngay những việc bạn nên làm và đừng để sau này khi nghĩ tới nó bạn sẽ cảm thấy hối tiếc. Đến với chương 2 của cuốn sách có tên Không ai có thể trưởng thành thay bạn. Với chương 2 của cuốn sách có tên Không ai có thể trưởng thành thay bạn. Trên thế giới này không ai có thể trưởng thành thay bạn, kể cả cha mẹ, người thân cũng không có thể che bọc bạn, che chở bao bọc bạn suốt cuộc đời này được. Họ chỉ có thể hỗ trợ cho bạn về mặt tinh thần. Bạn sẽ phải sống một cuộc sống độc lập của riêng mình, và bạn hãy hình thành cho mình những thói quen tự giác từ ngay bây giờ, như việc bạn đi học vào mỗi buổi tối mà không cần ai nhắc nhở. Chương thứ tư có tên Không nên coi thường sức mạnh của bản thân. Các bạn thân mến, thứ kìm hãm những khả năng của bản thân là sự ngại ngùng, rụt rè và sợ hãi. Bạn sợ mình làm sai. Trong chương thứ ba thứ tư của tác phẩm, tác giả Viễn Nhân như khẳng định về sức mạnh, khả năng, tiềm năng của mỗi con người. Bạn sẽ trở nên thành công và xuất chúng như những người bạn ngưỡng mộ. Điều khác biệt giữa bạn và họ là bạn không dám làm những điều mà họ làm vì bạn coi thường sức mạnh của bản thân. Và các bạn nên nhớ rằng thất bại là mẹ của thành công. Đó là câu tục ngữ mà ông cha ta đã truyền lại cho chúng ta suốt bao đời qua. Các bạn cần sự dũng cảm và sáng suốt để nhận biết khuyết điểm của bản thân. Đừng để những sự tiêu cực lấn át ý chí của bạn. Trong cuốn sách này còn một số chữ hay nữa như học tập tốt do rèn luyện mà lên, học cách giao tiếp với mọi người, thay đổi thói quen xấu để trở nên xuất sắc hơn, sức mạnh của tình yêu và lòng biết ơn, và chương cuối có tên phấn đấu để trở thành số 1 Harvard. Sau những trang cuối cùng của cuốn sách, mong bạn có thêm niềm tin và động lực trong những ngày học tập thật là khó khăn này. Cuốn sách khi bạn đang mơ thì người khác đang nỗ lực không phải muốn chúng ta rằng phải học ngày học đêm hoặc không ngừng nghỉ, mà muốn khuyên chúng ta nên biết tiết kiệm thời gian. Vừa rồi mình đã giới thiệu cho các bạn sơ qua về cuốn sách Khi bạn đang mơ thì người khác đang nỗ lực. Sau đây là những câu nói truyền động lực về sự nỗ lực mà mình sưu tầm được muốn truyền đến cho các bạn. Câu thứ nhất, những người dám thất bại lớn mới là những người đạt được thành công lớn. Câu thứ hai, hãy làm
đấy cho tới khi thần tượng của bạn trở thành đối thủ của bạn. Câu thứ ba, những người thành công luôn tìm những cơ hội để giúp đỡ những người khác, còn những người không thành công luôn hỏi tôi lợi được gì. Cuối cùng mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cuốn sách, những cuốn sách hay mà các bạn nên đọc. Cuốn sách thứ nhất, Tôi tự học của tác giả Thu Giang và Nguyễn Di Cần. Cuốn sách thứ hai, Sống và khát vọng. Cuốn sách thứ ba, Chuyện con mèo thẻ ô bay. Cuốn sách thứ tư, Harry Potter và hòn đá phù thủy. Cuốn sách thứ năm, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh của tác giả Nguyễn Nhật Ánh. Cuốn sách thứ sáu, Tôi tài giỏi bạn cũng thế của Adam Kho. Cuốn sách thứ bảy, Nhà giả Kim. Cuốn sách thứ tám, Chiến binh cầu vồng. Vừa rồi là phần thi giới thiệu sách của mình. Cảm ơn các bạn lắng nghe. Chào tạm biệt.